Tân Dậu, sinh năm 1981, năm 2020, nhiều thăng trầm, sự nghiệp khó khăn. Chào mừng quý anh chị đến với Phong Thủy Lộc Tài, trực thuộc công ty Phong Thủy Lộc Tài. Tử vi năm 2020 của tuổi Tân Dậu dự đoán đối với những người muốn bắt đầu một doanh nghiệp mới là phù hợp nhất để làm điều đó. Trong năm Canh Tý này, tốt nhất là thực hiện kế hoạch vào đầu năm và tiến hành vào giữa năm. Kế hoạch sẽ thành công nhờ sự giúp đỡ của những nhà đầu tư là một trong những lý do chính cho sự thành công của bạn. Nó cũng là quan trọng để có mối quan hệ tốt với những người khác. Tránh thăm quán bar quá thường xuyên. Người sinh năm 81 sẽ có rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Bạn sẽ có những nhiệm vụ công việc phức tạp và nặng nề hơn, đòi hỏi họ phải cân bằng giữa công việc và mối quan hệ gia đình. Trong tài lộc, bạn sẽ có thêm nhiều khoản chi, vì vậy cần phải học cách tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Trong tình yêu, bạn có thể gặp phải những vấn đề lớn, do đó làm thế nào để hòa hợp với người bạn đời là rất tốt, là rất quan trọng. Đối với sức khỏe, điều quan trọng là kết hợp gắng sức và nghỉ ngơi. Tôi là Quang Anh, trợ lý của thầy Gia Cát. Trong video tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về nội dung tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, năm Canh Tý 2020. Trong năm 2020, tuổi Tân Dậu sinh năm 81 gặp cục diện tương phá hạn thái tuế lơ lửng trên đầu. Vì thế nên bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý, dễ dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý của mệnh chủ cũng không mấy khả quan, đặc biệt là vấn đề liên quan tới hệ thống hô hấp, cần phải lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động, nên khi bị vướng phải rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá tài, hại thân. Mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế, có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Ngoài ra, xét về vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh sẽ trở nên khá đào hoa. Bạn có thể gặp những đối tượng hợp ý mình ở những nơi như là quán bar hoặc trong những buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của mệnh chủ có thể phát triển nhanh chóng, nhưng bản mệnh chủ cần biết giữ mình, không nên vướng vào những chuyện thị phi, tình cảm phức tạp sẽ kéo chính mình vào rắc rối. Về tử vi 12 con giáp cho thấy, bản mệnh dễ gặp phải rắc rối nếu liên quan đến các vấn đề tử sắc, thị phi. Nếu không biết kiềm chế những ham muốn không chính đáng của mình, thì dễ vướng vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc mình đang có. Năm Canh Tý, tuổi Tân Dậu sinh năm 81 đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá. Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh này không được thuận lợi trong công việc. Mệnh chủ sẽ dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ, khiến cho mọi chuyện không yên ổn. Bản tính bốc đồng và lơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Bản mệnh sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều vui thú bên ngoài. Vì thế, bản mệnh cần tránh hết sức việc tham gia vào các hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Trong năm 2020, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 cần tránh đi đến những nơi, khu vực âm u hoặc ẩm ướt, không nên đi tới những khu vực ven sông hoặc những nơi nhiều người hỗn tạp như là quán bar, quán rượu để tránh những chuyện rắc rối không cần thiết. Để bổ trợ cho thân mệnh gia chủ kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Minh Quang Pháp Bảo. Dự đoán tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, năm 2020. Năm nay, theo âm lịch là năm Canh Tý, tức là tuổi con chuột. Tý chuột là con giáp đứng đầu hàng trong 12 con giáp, được tính từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 theo dương lịch. Sinh năm 1981, nạp âm ngũ hành là thạch lựu mộc, đa phần là người thông minh, lanh lợi, tinh thần luôn sảng khoái, được mọi người kính trọng, tiền của đủ dùng. Nhưng anh em trong nhà lạnh nhạt, năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, mộc thổ tương khắc, mệnh chủ sẽ cần phải chú trọng nhiều hơn tới những bệnh liên quan tới gan. Việc đi lại hoạt động thể thao sẽ cần để ý các bệnh liên quan tới gần cốt. Tân âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, trong năm 2020 Canh Tý, những gia chủ Tân Dậu dễ bị hao tổn tài lộc. Tân Dậu gặp phải nhiều sự cố cần bình tĩnh giải quyết, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt.
Tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể là môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh khiến bạn không thể nào tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Thông vong chiếu mệnh, Tân Dậu năm nay có lẽ hơi thiếu may mắn hơn với những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 81 khác. Bởi vì sao không vong chiếu mệnh? Không vong là sao chiếu về đường thị phi quấy phá, dù bản mệnh được nhận lộc trời nhưng luôn bị quấy phá ám hại. Vàng sương tinh đóng mệnh, tuy nhiên trong năm nay, những gia chủ tuổi Tân Dậu lại gặp được nhiều may mắn thành công trong con đường khoa cử thăng quan tiến chức. Nếu những gia chủ tuổi Tân Dậu có làm trong quan trường, nhà nước có thể thăng quan và đạt được vị trí mà bản mệnh mong muốn. Năm nay phải vất vả mới có được tiền của, cần phải lưu ý về sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Ngoài ra năm nay dễ xuất hiện vấn đề ảnh hưởng hôn nhân gia đình hoặc danh dự cá nhân liên quan đến đào hoa. Cần phải luôn giữ cho đầu óc sáng suốt tỉnh táo, tránh bị mê hoặc. Do rơi vào cục diện phá thái tuế nên Tân Dậu vẫn phải đề phòng nhiều thứ. Cách hóa giải tốt nhất là luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu theo sự tư vấn của chuyên gia. Nam mệnh 40 tuổi, Thái Bạch chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn, đi lại cần phải đề phòng tai nạn. Nữ mệnh 40 tuổi, Thái Âm chiếu mệnh cần giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là những bệnh liên quan tới phụ khoa. Sản phụ cao tuổi nên cẩn thận hơn nữa, phòng chuyện khó sinh. Tổng tài sản vào năm 2020 cho những người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 sẽ không lý tưởng. Trong sự nghiệp, mối quan hệ của họ với đồng nghiệp rất kém. Ngoài ra công việc năm nay có thể khiến bạn kiệt sức và sẽ luôn có một số sai lầm trong công việc. Trong tài lộc, bạn không thể tiết kiệm tiền vì bạn có thể thêm nhiều chi tiêu. Trong năm, bạn nên ghi lại thu nhập và chi phí hàng ngày để giữ cân bằng. Trong tình yêu và mối quan hệ với vợ và chồng của họ sẽ thiếu lãng mạn và tươi mới. Điều này có thể khiến họ cảm thấy một chút tầm thường và nhàm chán. Tuy nhiên, họ vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống ổn định. Về sức khỏe, không có vấn đề gì nghiêm trọng nào về sức khỏe vào năm 2020. Cố gắng không thức suốt đêm và ăn thường xuyên. Vào năm 2020, cần phải cẩn thận trong mọi chuyện. Bị chi phối bởi những ngôi sao không may mắn, bạn sẽ có một mối quan hệ xấu với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình. Do đó, bạn nên kiềm chế tính nóng nảy và thân thiện với người khác để tránh nhiều rắc rối. Trong sự nghiệp, bạn có thể thấy hầu như không có cơ hội nào để tạo ra một bước đột phá lớn và thậm chí gặp phải nhiều vấn đề nhức nhối để giải quyết nó là một cách khó khăn. Sự nghiệp của tuổi Tân Dậu năm 2020. Mối quan hệ giữa bạn và mọi người có thể rất kém. Đối với người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 và mối quan hệ công việc của bạn có thể trở nên sóng gió vì một số chuyện vặt vãnh. Bạn nên xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cố gắng duy trì sự hài hòa cả bề ngoài, ngay cả khi bạn không thích ai đó. Ngoài ra, đôi khi bạn có thể cảm thấy kiệt sức và bất lực trong công việc và mắc lỗi, mặc dù bạn muốn làm tốt, mà bạn cần phải xác định nguyên nhân gốc rễ và giải quyết vấn đề kịp thời. Trong năm 2020, sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè xấu, vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến bản mệnh khó có thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong năm 2020, người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên, mệnh chủ cần tham gia nhiều hoạt động hoặc các loại báo chí, sách vở giúp truyền tải cảm hứng và thay đổi tâm trạng. Về tổng thể, sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 không được thuận lợi do phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá. Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, đồng thời địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần. Để bổ trợ cho thân mệnh, kích tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh là Minh Quang Pháp Bảo. Mệnh chủ khó có thời điểm nào được yên ổn làm việc do phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Bản mệnh cũng vướng phải nhiều rắc rối vì chính bản tính bốc đồng và lơ là của mình. Nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được. Tốt nhất nên tránh xa những bạn bè xấu hay rủ rê lôi kéo tham gia vào các hoạt động vui chơi làm lơ là sự nghiệp.
Không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc để suy nghĩ vu vơ, nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Tài lộc của người tuổi Tân Dậu năm 2020. Về tài lộc, người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 có thể có thu nhập tương tự với năm ngoái và không tìm thấy cơ hội kiếm tiền làm thêm. Do may mắn kém, bạn sẽ khó kiếm tiền bằng cách điều hành kinh doanh thêm. Quan trọng nhất, bạn sẽ chi tiêu nhiều hơn, bao gồm các chi phí hàng ngày và một số chi tiêu không lường trước. Ví dụ là một loạt vấn đề trong ngôi nhà của bạn có thể yêu cầu chi phí cải tạo. Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền trong năm nay, bạn phải có kinh tế. Đối với nữ, tốt hơn nên đeo vòng tay màu vàng có dấu hiệu Dậu vào năm 2020 để giúp mang lại phong thủy tốt và tài lộc. Bởi phạm tam tai năm 2020, tình hình tài chính của người tuổi Dậu sinh năm 81 trong năm Canh Tý không được ở trạng thái lý tưởng. Bản mệnh dễ phải chi tiêu tốn kém trong các mối quan hệ bạn bè, anh em, dễ dùng tiền lãng phí, không đúng mục đích vào các hoạt động vui chơi, tụ tập. Ngoài ra, năm nay là một năm khá đào hoa với bản mệnh, tuy nhiên nên giữ lý trí khi quan hệ với người khác, không nên tiêu phí quá độ để thể hiện bản thân mình. Để có thể giảm bớt những áp lực về kinh tế, bản mệnh cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, không dùng tiền vào những việc không cần thiết, giảm thiểu các hoạt động vui chơi. Nếu muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian đầu tư cho sự nghiệp hơn, không nên dành thời gian cho những suy nghĩ xa vời. Muốn phát tài nhanh và bền vững, bản mệnh cần phải dựa vào chính khả năng của mình, không nên chỉ dựa vào vận may của bản thân hoặc lợi dụng công sức của người khác. Những mưu đồ không tốt có thể khiến bạn lâm vào nhiều rắc rối, thậm chí là phá sản. Về phương diện thiên tài, năm nay cũng là bình thường, không có gì đặc biệt. Vì năm phá thái tuế nên cẩn thận bị người khác hiểu lầm. Ngoài ra, cần dựa vào linh cảm và trực giác của bản thân để có thể kiếm được chút tiền từ trong hy vọng, chứ không mong được quá nhiều. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp, hãy lưu ý bố trí phong thủy nhà ở và văn phòng làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, đúng phong thủy. Đồng thời sử dụng thêm pháp khí kích tài vận sự nghiệp, thất tinh bát quái trận đồ theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Về tình cảm của người tuổi Tân Dậu năm 2020, nhân duyên của người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 trong năm khá tốt. Đặc biệt đối với những người còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong buổi gặp mặt với bạn bè đối tác. Bạn sẽ gây ấn tượng với người khác giới nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của mệnh chủ không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, tuổi Tân Dậu sinh năm 81 còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng, giao lưu cần chú ý biết giữ mình, không nên quá chén khiến bản mệnh rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo, làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, mệnh chủ cũng cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Về sức khỏe của người tuổi Tân Dậu, không có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào phát sinh. Đối với người tuổi Tân Dậu, thỉnh thoảng bạn có thể bị đau đầu hoặc sốt và sẽ ổn nếu bạn chăm sóc bản thân tốt. Cố gắng không thức khuya, ăn thường xuyên, bạn nên tập thể dục tốt hơn thường xuyên. Ngoài sức khỏe thể chất, bạn cũng cần theo dõi sức khỏe tinh thần và đừng quá cố gắng. Tình hình sức khỏe của mệnh chủ không được khả quan trong năm 2020. Tý và Dậu tạo thành cục diện tương hại, thái tuế Tý Thủy làm giảm bớt sức mạnh của Dậu Kim, gây nên nhiều rắc rối và hung hiểm. Về tổng thể, trong năm Canh Tý, cơ thể của bản mệnh dễ phải chịu tác động không tốt do tác động của các chất kích thích như là rượu, bia, thuốc lá gây nên, khiến đầu óc thiếu minh mẫn, dễ vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Mệnh chủ cũng dễ gặp vấn đề liên quan tới hệ thống hô hấp, các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể mắc phải những căn bệnh nguy hiểm hoặc các bệnh do thói sinh hoạt không điều độ gây nên. Để sức khỏe cải thiện, tránh được những tác động xấu, bản mệnh cần tránh đi đến những nơi ẩm ướt, nguy hiểm như là bến sông, bến đò, không nên đến những nơi có nhiều sát khí hoặc những chốn ăn chơi đông người, phức tạp như là quán bar, vũ trường, quán karaoke. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, đến thư giãn ở nơi có nhiều cây cối, bầu không khí trong lành, cũng như quan tâm, để ý tới người nhà của mình nhiều hơn. Sao chiếu mệnh năm 2020 của tuổi Tân Dậu sinh năm 81. Tuổi Tân Dậu sinh năm 81 nam mạng trong năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch chiếu mệnh là hung tinh,
bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu cần gìn giữ cho công việc kinh doanh. Có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay. Đề phòng quan sự, xấu nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Tuổi Tân Dậu sinh năm 81 nữ mạng trong năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm chủ về, mọi chuyện được như ý, cầu danh lợi đều được, nên đi xa, gặp người trên có lợi. Phụ nữ gặp sao này sẽ được vui vẻ, có tiền tài hạnh phúc, dễ đạt được các ước mơ, nhưng về sinh nở thì bất lợi. Nam giới đi lại hanh thông, gặp sao này được bạn nữ giúp đỡ, nhất là về tiền bạc. Thái Âm là sao tốt cho nữ giới nhưng không tốt lắm đối với nam giới. Sao Thái Âm tốt cho cả nam lẫn là nữ vào tháng 9 nhưng lại kỵ tháng 11. Nữ bị sao này chiếu mệnh sẽ mang nhiều bệnh tật, không nên sinh đẻ, dễ xảy ra nguy hiểm. Về vận hạn năm 2020 của tuổi Tân Dậu sinh năm 81. Tuổi Tân Dậu sinh năm 81 nam mạng trong năm nay gặp hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh chủ về sức khỏe. Những người gặp hạn này dễ gặp vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ngộ độc khi ăn uống. Có khi bị đau ốm song song với việc chữa trị thì phải thành tâm cầu xin trời Phật phù hộ độ trì thì bệnh tình mới mau chóng thuyên giảm. Với những người phụ nữ mang thai cũng dễ bị ngộ độc nếu trèo cao hoặc cố lấy những đồ vật trên cao, dễ bị té ngã dẫn tới trụy thai. Tuổi Tân Dậu sinh năm 81, năm 2020 gặp hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe. Người gặp hạn tam kheo nên chú ý bệnh về khớp, tránh những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp phải những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra thường gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay, chân, xương khớp. Về tổng quan tử vi chọn đời tuổi Tân Dậu sinh năm 81. Tân thuộc hành kim, hành này khiến cho Dậu bướng bỉnh và ngoan cố hơn. Dậu cũng thuộc hành kim cho nên năng lượng kim kép khiến cho những người Tân Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và những người khác. Họ đề cao cái tôi cá nhân, do đó thường có xu hướng tìm kiếm những người biết lắng nghe họ để nuôi dưỡng và duy trì cái tôi bản ngã này. Người Tân Dậu khá mạnh dạn, họ kiên định với suy nghĩ của mình, tự lập và không dựa dẫm vào người khác là cuộc sống mà tuổi này hướng tới. Họ là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức, tính tình khắt khe và để ý từng chi tiết. Gia đình rất quan trọng với người Tân Dậu, vì vậy họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc nhất cho người thân của mình. Tân Dậu có tài hùng biện, họ có thể dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối phương. Họ là những người rất trung thực và thường không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ, do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một đặc trưng trong tính cách của người tuổi này đó chính là rất nghiêm khắc trong việc xử lý lỗi lầm. Sự lạnh lùng cộng với bản tính có chút hung hăng chính là trở ngại lớn cho tình yêu của người tuổi Tân Dậu đấy. Nam mạng tuổi Tân Dậu có cuộc đời sung sướng từ thuở nhỏ, lớn lên muốn một mình tự lập hay hoang phí và có chí tiến thủ. Tuổi Tân Dậu làm ra được nhiều tiền bạc nhưng hoang phí, phải chịu cảnh túng quẫn, tiền bạc vô bất ngờ nhưng chẳng được bao lâu. Cuộc sống không được tốt đẹp cho lắm, nên cần mẫn thì là một việc tốt, không nên quá tự cao mà phải mang theo cảnh nghèo mãi, số hậu vận mới được sung sướng, an nhàn. Công danh có khi lên cao có khi cũng xuống thấp, về gia đạo không được ôn hòa, tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Về đường công danh chỉ vào ở mức độ bình thường, không được dư giả và điều tốt trong cuộc sống. Về sự nghiệp có nhiều điều tốt, nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống thì hoàn toàn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tiền tài không được đầy đủ và dồi dào, đừng quá phung phí thì có thể hưởng được đầy đủ về vấn đề này. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Tân Dậu sinh năm 81 năm 2020. Tử vi tháng 1 âm lịch. Bước sang tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 phải đối diện với nhiều rắc rối và phiền não liên quan đến lĩnh vực trong cuộc sống, từ sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe hay là tài lộc. Bản mệnh thường khó tập trung vào công việc nên mắc nhiều sai sót, thường phải nhận lời phê bình khiển trách của cấp trên. Việc này gây ảnh hưởng lớn tới sự tự tin cũng như thái độ tích cực trong công việc của bản mệnh. Bạn thường tìm cách trốn tránh những nhiệm vụ được phân công, cũng dễ bỏ lỡ những cơ hội trước mắt. Tình trạng sức khỏe do có chịu nhiều ảnh hưởng, do bản mệnh phải chịu áp lực trong thời gian dài, bạn dễ cảm thấy căng thẳng, lo lắng, các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm thường xuyên xuất hiện. Về tình hình tài chính bình ổn, không có nhiều điểm sáng, không thích hợp đầu tư. Đồng thời, trên phương diện tình cảm, người độc thân không tìm được người như ý. Duyên phận chưa đến với bạn, vì vậy nên dành nhiều thời gian vào công việc hơn.
tử vi tháng 2 âm lịch. Trong tháng 2, vận thế của người tuổi Tân Dậu vẫn khá ảm đạm, tình hình tài lộc cũng không có dấu hiệu khả quan. Trong công việc, bản mệnh khó được nhận vào những vị trí mong muốn, thường không được cấp trên đánh giá cao, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu do năng lực làm việc còn hữu hạn hoặc thường xuyên sao nhãng trong công việc. Đồng thời, những chú gà cũng thường xuyên mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xã giao không được tốt. Mệnh chủ cần tăng cường trò chuyện với mọi người, chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp, không nên nóng nảy, bốc đồng, nói năng thiếu suy nghĩ, có như vậy thì mới mong được cải thiện nhân duyên. Tình hình tài chính có dấu hiệu xuống dốc bởi bản mệnh cần chi phí nhiều cho các hoạt động xã giao mà thu nhập thì không thay đổi. Tuổi Tân Dậu sinh năm 81 cần biết cách chi tiêu hợp lý, không nên tiêu xài lãng phí cho những thứ không cần thiết. Về tử vi tháng 3 âm lịch, trong tháng 3 bản mệnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc trên phương diện tình cảm và sức khỏe. Những người còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa, bản mệnh nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Chỉ cần chăm chỉ ra ngoài tham gia các hoạt động giao lưu tập thể thì nhiều khả năng bạn sẽ được một người phù hợp với yêu cầu của mình. Những người đã có đôi có cặp, tình cảm đôi bên hài hòa nhưng cần phải tổ chức thêm nhiều buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm đôi bên, giữ hôn nhân luôn nồng nàn. Về tình hình sức khỏe không có nhiều vấn đề lắng lo, bản mệnh nên rèn luyện thân thể tích cực hơn, giúp tinh thần phấn chấn, có tác động tốt đến sự nghiệp của mình. Trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, dù không có nhiều biến động lớn lao nhưng tuổi Tân Dậu sinh năm 81 giữ được phong độ ổn định, mối quan hệ giữa đồng nghiệp và cấp trên khá hài hòa, ít khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Về tử vi tháng 4, tài lộc của người tuổi Tân Dậu có dấu hiệu đi lên trong tháng 4 âm lịch, tuy nhiên sự nghiệp vẫn không ở vào thời điểm lý tưởng, đặc biệt là trong nửa cuối tháng dễ có biến động lớn. Vào thời điểm này, thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là với người làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bảo hiểm. Tuy nhiên, người tuổi này lại phải chịu áp lực khá nặng nề trong công việc. Công việc nhiều và vượt quá khả năng có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Vào những thời điểm như vậy thì mệnh chủ cần phải học cách biến áp lực thành động lực, không cúi đầu trước khó khăn mà luôn phải động viên bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, có thời gian rảnh nên tham gia các hoạt động tập thể hoặc đến những nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc. Tử vi tháng 5. Vào thời điểm tháng 5 âm lịch năm Canh Tý, sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh năm 81 vẫn không có nhiều khởi sắc và bên cạnh đó tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm. Trong công việc, mệnh chủ có thể bị tiểu nhân gièm pha hãm hại, khiến bạn không thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất những cơ hội học hỏi hoặc thăng tiến, thậm chí còn phải chịu sự nghi kỵ của đồng nghiệp. Tuy nhiên, dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa, bản mệnh vẫn cần giữ bình tĩnh hết sức, không nên tính tới chuyện trả đũa người khác, chưa chắc đã hại được người mà đã mang họa vào mình. Đồng thời, áp lực công việc cũng thường khiến cho chú gà cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người. Bạn cần suy nghĩ thoáng hơn, khi ăn uống thì tránh những món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều loại hoa quả và rau xanh. Tử vi tháng 6. Tới tháng 6, tài lộc của người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 khá vượng, tuy nhiên chuyện tình cảm lại không được khả quan. Thời điểm này, bản mệnh giữ thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong đầu tư, tuy nhiên vẫn tìm được những cơ hội đầu tư xứng đáng đem lại nhiều lợi nhuận cho bản thân. Nhờ có thần tài phù trợ mà những người làm kinh doanh, làm ăn có lãi, tìm được những đối tác hợp tác ưng ý, tuy nhiên trên phương diện tình cảm, bạn cần chú ý xử lý nhiều rắc rối. Đôi bên thường xảy ra nhiều tranh cãi, thậm chí là chiến tranh lạnh vì bản mệnh thường dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà bỏ quên sự chăm sóc cho gia đình. Tử vi tháng 7, sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 có dấu hiệu phát triển đi lên rõ rệt trong tháng 7 âm lịch, còn tình cảm thì không có nhiều biến động, chủ yếu là giữ ở trạng thái ổn định. Tử vi tháng 8, trong tháng 8 tài lộc của người tuổi Tân Dậu có điểm sáng, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại giảm sút ít nhiều nhưng không quá đáng lo. Thời điểm này bản mệnh có nhiều khoản phải chi tiêu, thêm vào đó bạn có thể thu được những khoản kha khá nhờ có sự may mắn cộng với đầu óc linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng. Vì vậy về cơ bản, mệnh chủ có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình. Tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch. Bước vào tháng 9 âm lịch, tuổi Tân Dậu sinh năm 81 dễ gặp vướng mắc trong sự nghiệp, do vậy nên tình hình tài chính cũng bị ảnh hưởng theo. Xét về phương diện công việc, bản mệnh có tính khí nóng nảy bốc đồng, dễ xảy ra xung đột với cấp trên hoặc khách hàng. Sai lầm bạn gây ra có thể có tác động bất lợi đến công ty. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch về tổng thể vận thế của mệnh chủ có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là trong tình cảm có những biến động lớn lao, sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm sút. Cả người độc thân và những người đã lập gia đình đều sẽ phải đau đầu vì chuyện tình cảm. Những người còn độc thân có thể phải chịu áp lực lớn lao
do cha mẹ và người lớn mang lại. Bạn thường cảm thấy ức chế, mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Những người đã lập gia đình dễ rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp, nếu không biết giữ mình thì dễ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tử vi tháng 11 năm 2020 âm lịch. Sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 có những dấu hiệu tích cực trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý, tuy nhiên tình cảm vẫn tiếp tục xuống dốc. Trong công việc, bản mệnh giữ được suy nghĩ bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp mà bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thể hiện được bản lĩnh của mình. Tử vi tháng 12, vào tháng cuối cùng của năm Canh Tý, mọi phương diện của người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 đều có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là trên hai phương diện tài lộc và tình cảm. Trên đây là tổng quan về vận trình của người tuổi Tân Dậu sinh năm 81 trong năm 2020. Quý anh chị có thể thấy lộ trình trong năm nay của gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 81 tuy gặp những khó khăn về hạn thái tuế. Tuy nhiên, mọi việc đều có thể hóa giải, biến hung thành cát khi chúng ta biết hóa giải đúng cách. Dù gặp phải nhiều khó khăn, nhưng tháng này cũng là tháng có nhiều cơ hội mở ra cho những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 81 nhiều thành công và may mắn. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Để hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc các hung đạp vận của lục thập hoa giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 81 năm 2020, quý anh chị hãy liên hệ ngay tới số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị thành công và thuận lợi trong cuộc sống.